Hello cả nhà, lâu lắm rồi Việt Anh mới làm vlog. Hôm 18 tháng 6 vừa rồi thì chúng tôi có một tour ngắn lên Mai Châu. Dự định điểm đến đầu tiên là Mộc Châu, thăm cổ kính Rồng Mây, nhưng mà tình hình là trời mưa, thế là anh em chuyển hướng. Tí, thế nào cả được. Sau bữa sáng tại Bún Cá Bà Triệu thì chúng tôi bắt đầu xuất phát lên đường thẳng hướng Mai Châu. Chị Đại Thanh Tina đã có lời mời mọi người lên thăm nhà mới của chị ở trên thung lũng Mai Châu, đó là Tết House. Đây là một địa điểm mà chị Thanh mới xây dựng để các biker lên nghỉ ngơi và thăm thú. Vẫn là một con đường huyền thoại, đó là đường quốc lộ 6. Chúng tôi đi theo đường Hòa Lạc và sau đó là tiến vào đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình. Đây là con đường rất là đẹp. Đấy, Nghiêm Nhung vừa đi qua, tiếp theo là Dương Phó Cớt, rồi đến Dũng Nguyễn, sau đó là Trần Việt đi Montes Chada 1260S. Tôi là người chốt đoàn để quay clip. Có hai anh em nữa là Phong Bi và Giang Nam cũng đang đuổi theo đoàn. Anh em vừa đi vừa chờ thì tất cả chúng tôi di chuyển lên đến đèo Thung Khe, hay còn gọi là đèo Đá Trắng. Đây là con đèo mà mỗi năm anh em phải đi đến hơn chục lần, tại vì hầu hết tất cả các tuyến đường Tây Bắc đều đi theo con đường này để lên. Thường thì chúng tôi sẽ dừng chân ở đèo Đá Trắng, ăn vài quả trứng, ăn vài xiên thịt hay một ít cơm lam, rồi ăn ngô luộc, ngô nướng, nói chung là cũng rất là vui. Đấy, mọi người ngắm cảnh nhá. Thật ra tôi vẫn muốn lưu ý cho anh em biker ở trên cái cung đường từ Hà Nội lên đến Mai Châu hay Mộc Châu thì chúng ta sẽ đi ngang qua hai điểm nổi tiếng về bắn tốc độ, ba điểm, chính xác hơn là ba điểm cho tới Mộc Châu. Thì một điểm là sẽ bắn ở khu vực Cao Phong đó, nên anh em tuân thủ đúng tốc độ ở đây, sau đó thì đến khu vực Tân Lạc. Đấy, là những nơi nổi tiếng về bắn tốc độ xe máy, ô tô, nên mọi người lưu ý khi ngang qua đây phải đi chấp hành đúng cái biển báo để tránh phiền phức và phức tạp. Sau khi lên đến đèo Đá Trắng mà chúng tôi ngồi nghỉ và chờ Giang Nam cùng Phong Bi lên, lần này Giang Nam dẫn theo con gái. Woman,
đến với cơ sở cách mạng của chị Thanh Tina. Hôm nay có con gái của Giang Nam đi cùng anh em. Đó. Việt đang đứng ngóng xem mảnh đất nào rạch để mua. Đó. Phong Vi vừa tới rồi. Dương Phọt Cớt. Đây, đây là cơ ngơi của chị Thanh Tina nhé. Buổi trưa thì chúng tôi lên đường trở về Hà Nội tạm biệt Mai Châu. Việt đang dẫn vị trí số 1, tiếp theo là HP. Đây. Đây rồi đến chị già Thanh Tina đây. Đây. Em Hoa, em Mi, em Nhung. Đây. 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 Đây có Phong Bì, có Dũng Ngố, có Phò Cớp, chốt đoàn là Giang Nam. Đây tôi phải tự quay tôi ở trong gương đây. Du lịch là Phò tại Mai Châu. Cao bao xe bao phủ đấy, đây đây sau bữa trưa do chị Thanh Tina mời cả đội thì anh em bắt đầu lên đường trở về Hà Nội vẫn theo hướng Mai Châu ra đèo Đá Trắng và chúng tôi đã được hòa bình chào đón một cơn mưa nặng hạt xua tan đi toàn bộ cái nóng của mùa hè. Trên đường về người ướt sũng nhưng mà vẫn rất là vui mời mọi người xem các cảnh đèo đi từ Mai Châu lên trên phía đèo Thung Khe.
Sau khi vượt qua cơn mưa hòa bình thì chúng tôi trở về với Hà Nội thân yêu và toàn đoàn an toàn 100%, không có bất cứ sự cố nào xảy ra trên đường đi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin cảm ơn. Trong đêm dài lê thê lê hoay trên đường dài, biết đâu là cơn mê ta đã muốn bay cao.